Xin chào các bạn. Bữa nay là cái công trình của thằng 290 nọt Stratocaster đó bạn, nó đã xong tạm tạm là như thế này rồi đây nè. Đó là dựng lên hết rồi. Nhưng mà cái sách bị vô là do cái vách tường này nó lớn, nó nhiều lắm. Nó đã đi từ cái này đó là mình đã đổ được 1/3 rồi đó. Thì một vài cái cô lông, cái cột á thì là nó sẽ box lại nó để coi, mình nghĩ là nó phải đổ đó trước, công trình đó trước rồi nó mới sách quịch chứ. Nhưng mà bây giờ đó là nó chỉ là ngăn lại là để nó làm cái sách sách quịch xong rồi đó, rồi nó mới đổ cái đó sao. Không biết là phải nó làm kiểu đó vậy, không thấy nó hơi lỏng ca lỏng cổng á. Có lẽ là cái bên đó đó là nó chưa có đổ mấy bạn, nó sẽ chừa một cái khe chỗ đó, là nó chừa một cái khoảng trống chỗ đó đó, rồi nó sẽ đổ một cái công trình một cái ngày khác đó, rồi nó mới tháo ra rồi nó mới sách quịch lại đó. Hay là có thể là nó đổ nó làm sách quịch trước, cái giống như cái kiểu bên này là nó làm sách quịch trước và rồi nó box y như vậy, giống như anh Lê anh chị nó đó. Chứ còn cái này đó là vì cái sắt nó quá nhiều, nó không có thể nào mà nó đổ cái sách quịch đó, không có thể nào nó qua được những cái cây sắt to nó vướng vậy, nó sẽ văng ra hết, nó sẽ rỗng cái rỗng ruột của cái cột đó đó. Đó thành ra là nó phải là làm riêng đó, nên đã đóng có một cái vách đó đó, là anh đóng cái cô lâm nó là cái trụ lên, nó chỏi lên cái đất này đó mấy bạn. Đó phía dưới này đó là nó chui vào cái độ xe phía dưới này đó, đường này đường chạy xe vô rồi nó chạy vào trong, nó đậu trong đó đó. Tất cả dưới này basement này đó là cái parking structure, với lại cái chỗ cái góc đó đó là cái elevator pit, đó là cái cầu thang máy rồi đi lên đó, đi lên đi xuống của cái nhà đó, cầu lên cầu xuống vậy đó. Đó cái này là cái dinh thự này rất là to đó, cái nhà này đó là nó to hơn cái miếng đất, là nó to nó rất cái này là nó hơn một mẫu đó mấy bạn. Ở bên Alpine thì nó có 0.78 mẫu thôi. Đó là làm cái này đó là xịt cái vách này không á là phải là 3 lần á, hai tức là tổng cộng là 3 lần, nhưng mà cái này là 2 lần. Còn bây giờ là mình còn lại lần thứ nhì với lần thứ ba. Lần thứ nhì là ngày mai đó là nó xịt đó, là nguyên ngày, lẽ ra nó xịt trong bữa thứ hai đó, nhưng mà nó không có cái thùng pump nó bị bể bể bầu đó. Rồi đó thì có thể là làm á thì anh làm cái vòng này trước đây nè, rồi cái phần bên kia đó nó còn lại đó là anh sẽ anh sẽ làm sao ngày thứ hai tuần tới đó, tức là 26 tây tháng 11 á, 7 tới tháng 11 á là bầu cử, thì 6 tới 11 thứ hai đó là mình sẽ xịt xong rồi cái bẩn chót, rồi cái công trình cái cho cái cô lâm đó tụi nó sẽ đổ sau đó, là cái chương trình là của mình là như vậy đó. Ngày hôm qua đó lẽ ra đó ổng gọi cho mình á thì mình lên trên đây thì anh Ly anh đỡ rồi. Cái này không, ông đợi cho tới mình về tới gần tới nhà rồi đó, cái mới gọi anh cần report rồi này kia. Nó đúng ra là mình ở đây là mình đã bớt cho nó rất là nhiều, là mình không có tính tiền. Là cái này là mỗi ngày mà 8 tiếng đồng hồ như các bạn, mà tính luôn 3 tuần lễ đó là biết bao nhiêu tiền. Đó, cho nên mình thì cũng không có thì giờ nhiều, mà mình đi chạy qua chạy lại nhiều công, mình rất là nhiều công trình. Mà giờ cũng không có ai phụ nữa, tại vì cái vấn đề đó là không phải là mình không có khả năng mình phụ, mình làm. Nhưng mà làm chi nhiều rồi tiền mình cũng có xài được bao nhiêu đó bác, mình chỉ xài được cái chút xíu đó thôi chứ không có xài nhiều đó. Đây nè, lý do đó là sao bữa đó anh làm chỉ phần bao nhiêu ngưng cái đó đó, là cái này đó là anh làm cái này nó rất là phải kỹ, nó cũng cực lắm mấy bạn. Ở bên phần trong đó đó, cái nổi ngày này chỉ có cái thằng phải coi anh có căng dây cái này chưa, mình chưa biết là ngày mai thì nó làm cái này trước. Cái này thì mình thấy chưa căng dây, thì nó có thể city nó chưa có pass cái này, chưa thấy nó căng dây mấy bạn. Có thể là nó làm bên kia city nó approve, đó là approve cái phần bên kia. Rồi cái test panel này nó bữa là city nó bắt làm nên vẫn chưa làm đó, bạn thấy không? Ở trong này trà láng bữa mẹ nó có thùng hóc cô, mẹ nó phải mướn hai cái anh riêng để anh trà láng những cái này nè. Đó thì trà láng cái này chỉ tô điểm rồi mà nó expo với lại cái air không khí rồi nắng rồi này nọ đó, là cái mùa hè nó còn rất nhiều nữa mấy bạn.
Nhưng mà cái này nó là cái substrate này nó là base của mấy cái vách tường á. Hôm nay cái tóc ông ngắn mình chỉ cắt ra tạm cho thôi ông đi cho mình nó có 2 phút là mình cắt sẵn cho nó ngắn nè, để trước khi đi tiệm nha, ông nói để sẽ dài quá ông biết ông còn thấy kỳ nữa. Mà ông hỏi đó thôi mình cũng sợ ông luôn á. Ở đây chưa căng dây mấy bạn ơi. Chưa căng dây thì sao mà nó làm, nó muốn làm cho nó xong vậy, thằng chủ biểu làm vậy thì nó làm chứ chứ còn làm sao mà nó xong được thì bạn thấy không? Cái đây là cái sách quịch nó là thì không có thể nào mà xịt vô đây được hết á. Cái kẻ nó chút chiếu vậy nè. Đó, cái cây sắt mà nó bự ra quá số 8 nó là nó không có được làm. Ở đây nó chỉ làm cây sắt này là cây sắt số 6 là cái outer wall nó là size 5, cái đây đó là nó chỏi cái lực chống là trên cái cây sắt ngoài này bằng cây này là cây số 6. Ở trong là cây số 5. Đó, horizontal là cây số 5. Đó. Horizontal còn vertical cái này đó là có lớp trong lớp ngoài. Rồi bạn thấy không, ở trên đó nó cũng có một cái cây sắt nhỏ nhỏ đó, nó cây đó có số 3 thôi. Nó đào với lại cái đó là nó đối với đó là nó để cho hai nó giữ cho cái khoảng cách của cái vách tường ở này đó là nó y chang vậy đó. Nó cái chỗ này là nó phải làm, nó phải căng theo cái đường cong của nó đó. Cái chỉ có sách quịch mới làm là cái nó the best đó mà. Cái kiểu mấy thằng quỷ đó cứ tối ngày cứ bài này bài kia mà bực mình còn chết. Mình đâu có mất thì giờ đâu mà kêu mà lân la vô một cái công trường mà quá trời lâu vậy. Ăn tiền á, ta riết cũng mắc cỡ quá. Dạ. Xong. Xong chưa viết report chưa? Em chuẩn bị sẵn rồi ha. Cái gì? Em chuẩn bị report sẵn trên xe đó. Không có nghe. Em chuẩn bị cái report sẵn đó, đó anh viết chưa? Mai nó sắp để đây thì mai mình đưa nó cũng được. Chưa, có những cái còn phải hỏi về thằng Oscar hoặc là Nolan. Vậy thì chút qua bển hỏi nó. Rồi thì chuẩn bị rồi. Thì nó biểu nó nói nó cần cái report nhưng mà ngày mai sách vào đây thì mình đưa cho tụi nó cũng được, thì tới thứ sáu này thằng City nó mới tới, nhưng bữa nay là mình tới đây mình đưa mình chỉ chứng nó là 4 tiếng đồng hồ thôi, tức là mình làm giúp cho nó chứ có được ngày mai đó là mình làm mà mình chứng không có được. Bạn khi mà bạn đứng bạn làm sách vịt này rồi bạn đi check report thì bạn không có thì giờ là làm cái đó. Mà thực sự ra đó là phải làm ăn tới mấy tuần lễ lần luôn. Trời ơi, đúng ra đó lụm mót mà ông trời cũng thương không cho nó móc được cái củ này lên dùng cho mình nè. Tôi đem về nhà tôi trồng đó ông ơi. Tôi không chê gì hết. Đó, xin cảm ơn anh đã đào dùng cho tôi. Đào nữa thì ngày mai tôi lên tôi hốt ổ nữa. Đó là anh móc chỗ này nè. Đó. Anh phải móc cho rộng rộng cái xe này đó, chạy vô đây đó, từ chiếc xe pump đó, là không có vô sâu được. Xe pump thì có thể vô sâu nhưng mà xe công trình đó thì nó không có đổ sâu được mấy bạn, mà phải làm lại lại lên để cho mấy ảnh xịt ở đây. Mà bữa nay không có xịt ở đâu, ngày mai không có xịt cái khúc này đâu, phải sụp cái lết bên kia mình nghĩ vậy đó. Đó là cái khúc chính giữa mới là xịt sao đó, khúc này khúc bìa nó phải xịt. Đó, cũng có được, cũng có trồng được 4-5 bụi đó. Đi coi coi có cái gì đó để mình còn lượm được. Mình đào, cứ đào đào trúc, đào tre thì làm ơn đào giùm tôi luôn đi. Mượn anh đi cũng lâu lắm. Nhưng mà nó biết á, nó biết là mình hay lượm này thành ra nó để riêng ra ngay trên đường đi cho mình đi, mình thấy đó mình lượm. Ê, mình thích vậy. Giặt giảnh á, thấy nhiêu tiền cũng không thèm chứ mà cái đó thì thích á. Đây, đây có cái cây bông gì nữa. Không biết phải bông mận không. Cái cây gì nó lạ, nó giống cái trái cherry, nó tròn tròn vậy đó nhưng mà mình không biết nữa. Mấy cái cây azilla đủ quyên của nó không tỉa gì, thấy mình gớm luôn mấy bạn. Rồi mình ngứa nha, không có làm gì rồi mình đi ăn, mình giữ vũ nó vậy nè. Đó là nó sạch sạch ra đó, cái rác đó nó cũng đẹp quá trời ha. Đó đó mình bỏ nó vô trong cái đồ khô, mình bỏ vô trong đó thì nó làm phân nhiệt có lợi cho nó đó, thấy chưa. Mình làm nó giờ đó là mấy ảnh thấy mình có cắt mấy cái nhánh này nó về mình ương á, cũng không có ai nở mà đầy già lo ra hết á, lo ra là đó. Bà thấy không, mới móc bỏ mấy cái tàn dư ra đó thì nó mới lòi ra đó là mấy cái nụ này nè ha, thấy chưa. Đó thì mình công việc của mình làm là vậy đó. Anh đi làm việc thì anh đi làm đi,
Còn đó em không có làm việc được thế thì em làm gì em cũng giúp cho cái đẹp tươi mát của cái công trường của em làm. Đó. Thì đó tính mình thì mình thích vậy nè, xà nãy thấy có anh cầm vòi đến anh tưới. Nhưng mà ở xịt cũng không có bột gì đó, ăn gì mà bột gì nó rắc rắc thì gớm quá. Đó nhưng mình thích mình lấy những cái nhánh non đó thì nó mới lên tốt mấy bạn. Để ngưng chút với mình làm nha, mình bưng nó mình cắt nó. Rồi, mình chỉ cắt chừng 20-30 đọt đó thôi. Ha. Rồi thôi mình xin bay ở đây để mình đi ngâm nước nó rồi mình đi về nha. Rồi hẹn các bạn về nhà mình ươm cây, rồi mình hẹn gặp bạn ở clip sau. Bye các bạn.